Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin những sự thật về Tô Lâm, thông tin tuyệt mật. Cho tới nay, trong số các ủy viên của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an là người lắm điều tiếng nhất. Và đã có không ít các vị lãnh đạo lão thành có đơn thư gửi đến tận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tố cáo về những hành vi và những chuyện làm sai, thậm chí là nguy hại cho đất nước. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến khó hiểu từ ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Vậy chúng ta cùng điểm qua Tô Lâm đã mắc những tội gì và là kẻ gian hùng như thế nào? Đây là thông tin nội bộ được tiết lộ. Đây là hình ảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Thứ nhất, vai trò của Tô Lâm trong vụ án đánh bạc qua mạng ở C50. Vụ án đánh bạc nghìn tỷ của Nguyễn Văn Dương, con rể của Phạm Quang Nghị, xảy ra có đến 2 năm dưới thời của Tô Lâm là Bộ trưởng. Còn khi thời khởi sự thì Tô Lâm là Thứ trưởng phụ trách an ninh. Lâm quen biết qua lại với Nguyễn Văn Dương và ủng hộ Dương đánh bạc để lấy lời chia nhau, theo như thông tin nội bộ cho biết. Nên khi Phú Thọ phát hiện ra, nhưng Tô Lâm không cho bắt. Trước khi bị bắt một tuần, Nguyễn Văn Dương còn đưa vợ của Tô Lâm đi mua sắm thăm thú cả tuần lễ ở châu Âu. Nói vậy, chắc ông Tổng Bí thư thấy rõ quan hệ gắn bó giữa Tô Lâm và Nguyễn Văn Dương. Vậy Tô Lâm không có trách nhiệm gì trong vụ án động trời này hay sao? Câu hỏi cũng tiếp tục được đặt ra. Đây là hình ảnh con rể ông Phạm Quang Nghị, bị cáo Nguyễn Văn Dương bị dẫn ra tòa vào hôm 22 tháng 11 năm 2018. Sau đó, Tô Lâm đã để cho Trần Văn Vệ chỉ đạo ông Hoành bắt Nguyễn Thanh Hóa, Phan Thanh Vĩnh và đối xử vô cùng tồi tệ. Đến nỗi Phan Văn Vĩnh bị bệnh nặng, suýt chết trong trại mới được đưa đi bệnh viện. Vụ án AVG trong vụ án này là âm mưu của một chủ mưu là Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ. Nhưng nếu không có Tô Lâm bảo kê bằng các công văn như: một là công văn số 2889 BCA A61 khẳng định việc mua bán giữa Mobifone và AVG là đúng pháp luật, đúng quy định, giá cả hợp lý. Chính nhờ công văn này mà Bắc Son đã yên tâm chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký hợp đồng. Và điều đáng nói là công văn này hoàn toàn sai chức năng, vì Bộ Công an có phải là cơ quan định giá tài sản cho doanh nghiệp đâu? Câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Đây là hình ảnh công văn số 2889 BCA A61 và công văn số 418 đều là do Tô Lâm ký và đóng dấu tuyệt mật. Hai công văn số 418 là công văn đồng ý đưa vào tài liệu tối mật. Công văn này chính là để bịt mồm báo chí, và sau này khi tòa án xét xử thì cũng là công văn bịt mồm luật sư ở hội đồng xét xử. Mặc dù tòa án đề nghị cho công bố nhưng Tô Lâm không đồng ý, vì có chữ mật nên không ai được phản biện, và giờ thì chữ mật đó mà hàng loạt cán bộ có năng lực đã phải vào tù. Và vì sao Tô Lâm lại ký văn bản để AVG từ tư nhân lại phải chỉ bán cho công ty nhà nước thôi? Rõ ràng đây là con đường của Nguyễn Bắc Son và Tô Lâm và Phạm Nhật Vũ đã vẽ ra để rút tiền của nhà nước. Tô Lâm là người nổi tiếng trong các bộ trưởng Bộ Công an về khoản ăn tiền, theo như tiết lộ của các đơn vị công an trong ngành. Vậy thì Vũ đã đưa cho Tô Lâm bao nhiêu tiền? Không có đồng nào hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Nếu không thì có lẽ phải đến 5 đến 10 triệu đô la Mỹ. Thì còn lâu Phạm Nhật Vũ mới được bản án vô lý như vậy. Đây là hình ảnh Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đứng trước tòa. Thứ hai, Vũ đưa lực lượng an ninh tình báo sang tận Đức để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là vụ án điển hình về việc làm vi phạm pháp luật quốc tế và khiến cho uy tín của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài. Và cho đến giờ vẫn còn bị một số quốc gia cảnh giác và vô hiệu hóa các lực lượng an ninh tình báo của Việt Nam tại châu Âu. Vụ này Tô Lâm làm là để thỏa mãn ý chí cá nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Tổng Bí thư. Có lẽ vì vậy ông Trọng đã trả ơn Tô Lâm bằng cách dẹp đi những tội lỗi của Tô Lâm trong vụ AVG. Vụ án giết ông Lê Đình Kình tại xã Đồng Tâm và nhiều khuyết điểm tày trời khác cũng từ đó được ỉm đi. Thông tin cho biết thêm, thứ ba là Tô Lâm là tay sai của Trung Quốc. Việc này thể hiện rõ ở điểm Tô Lâm đã làm thay đổi bộ máy Bộ Công an theo mô hình tổ chức của Công an Trung Quốc. Từ 8 tổng cục, thực ra có thể giải tán 6 tổng cục để giảm đầu mối bất cồng kềnh, nhưng Tô Lâm cho giải tán hết. Đặc biệt là 2 tổng cục lẽ ra phải giữ là Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát. Cực kỳ nguy hiểm nữa là Tô Lâm cho xóa hết các phòng tình báo ở Công an các tỉnh biên giới phía Bắc, khiến cho công tác nắm tình hình tại biên giới bây giờ không có.
nhiều cán bộ lão thành trong lực lượng công an đã phản đối, nhưng Tô Lâm đã phớt lờ tất cả. Tô Lâm cho giải tán hết để mình nắm quyền đến trưởng phòng. Bây giờ đến trưởng phó phòng, các cục, các tỉnh đều do bộ trưởng bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm bây giờ nhất thiết phải có tiền. Theo dư luận anh em công an thì cấp phòng mất vài tỷ, nếu là phòng kinh tế, cảnh sát giao thông thì 5 tỷ, cấp cục trưởng, cục phó, giám đốc, phó giám đốc các tỉnh chỉ ít cũng là 1 triệu đô la Mỹ. Thì ra việc giải tán các tổng cục là để Tô Lâm thâu tóm các quyền lực để ăn tiền và ăn rất nhiều tiền, thông tin của nội bộ của Bộ Công an tiết lộ ra như vậy. Và Tô Lâm còn giải tán các cơ sở thường trực ở phía Nam, một lô cơ sở và cơ ngơi trị giá hàng nghìn tỷ, giờ là nhà hoang. Đây là hình ảnh Tô Lâm tổ chức cuộc tấn công với hàng ngàn lính đặc nhiệm nửa đêm vào làng Hoành, Đồng Tâm, giết chết người đảng viên lão thành 84 tuổi Lê Đình Kình và bắt đi 30 người khác. Các bộ ở phía Nam chạy sốc bước sang mới có thể có chỗ để hợp lý hóa gia đình. Anh nào, chị nào không tiền thì chịu lưu đày khốn khổ hoặc phải xin ra khỏi ngành. Cái nguy là miền Nam là điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội, là đầu tàu kinh tế, bây giờ bỏ trống trận địa, nhất là Hà Nội vô không sâu sát, việc thả lỏng vô trách nhiệm ấy để làm gì, rất khó hiểu. Bây giờ tâm trạng sĩ quan hời hợt, không làm việc nữa, cán bộ ngồi chơi xơi nước. Nhân dịp này, Tô Lâm đã hưng yên hóa Bộ Công an, 30 cán bộ quê ở Hưng Yên được đề bạt vào nhiều vị trí quan trọng từ Thứ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thậm chí hai Thứ trưởng mới cũng quê Hưng Yên luôn. Chính vì vậy, những anh em công an đang nói về xu thế nhãn lồng hóa của Bộ Công an. Và Bộ Công an, Thứ trưởng đều không đủ tuổi và cơ cấu trung ương là người Hưng Yên được đưa lên. Giám đốc Công an Phú Thọ, người chủ trì vụ án đánh bạc nghìn tỷ của Dương bị đẩy lên làm Giám đốc Sơn La. Phạm Trường Giang, Giám đốc Hải Dương, một cánh hầu của Tô Lâm, được lắp thêm tên Phú Thọ. Vụ án nghìn tỷ giai đoạn 2 coi như vậy, khép lại. Chuyện giải tán và luân chuyển là việc động trời, sĩ quan từ cấp tá trở lên đều biết. Vậy mà Bộ Chính trị sao không biết? Tổng Bí thư là Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương coi chừng đã bị dính quan liêu với Tô Lâm. Tô Lâm rất giỏi luồn lọt, người đương chức, kẻ về hưu, cấp cao đều được Tô Lâm chăm sóc. Tô Lâm từng khoe rằng Tổng Bí thư từng nói không ai hơn Tô Lâm và hứa sẽ đưa vào vị trí chủ chốt. Ông Ba Dũng thì tín cử Tô Lâm làm chủ tịch nước. Đây là một câu hỏi cũng được đặt ra. Trên các trang mạng trong 3 năm qua cũng đã từng nêu về năng lực của Tô Lâm. Vậy thử xem một số vụ án lớn đã xảy ra mà các trang báo mạng đã nêu thì thấy rất rõ năng lực của Tô Lâm như thế nào. Đây là hình ảnh phẫn uất vì bị lực lượng công an và nhà nước bao vây và che chở cho Formosa xả thải hóa chất ra gây ô nhiễm biển ở miền Trung, tôm cá chết hàng loạt. Hàng chục cuộc biểu tình nổ ra vào hồi năm 2017 mà đỉnh điểm là người dân Hà Tĩnh chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà sau khi công an đàn áp và bắt người dân vô tội. Vụ giàn khoan 981 vào năm 2014, các công ty và nhà máy ở Bình Dương bị đập phá với cớ phản đối Trung Quốc, Tô Lâm cũng im lặng và thả nổi. Vụ Formosa vào năm 2017, Nghệ An, Hà Tĩnh biểu tình, quốc lộ 1 tắc nghẽn cả tháng trời, dân bắt bớ, khống chế cán bộ, Tô Lâm bất lực. Vào năm 2018, vụ phản đối đặc khu biểu tình cả nước, Bình Thuận bị kẻ xấu xông vào đập phá tỉnh ủy, ủy ban, đốt xe, đốt nhà, bắt công an, lột súng, lột áo giáp công an. Tô Lâm không chỉ đạo xử lý kịp thời. Phó Giám đốc Công an Bình Thuận phụ trách an ninh là Lê Việt Thắng, là người của Tô Lâm chuyển vào, đã để bảo loạn, không xử lý được, nhưng không bị kỷ luật. Ngược lại, Tô Lâm đưa lên làm giám đốc, bị tỉnh ủy phản đối, Tô Lâm phải đưa về làm Phó Giám đốc Công an Bạc Liêu, vừa được lòng với bố của Thắng, vừa ấm gọn một cục đô la, theo những thông tin nội bộ tiết lộ như vậy. Vào năm 2019, vụ Đồng Tâm là điển hình về sự yếu kém của Tô Lâm. Một việc đơn giản như vậy xảy ra kéo dài đến 2 năm, không phương án giải quyết. Cuối cùng, duyệt kế hoạch nổ súng nửa đêm để tiêu diệt ông Lê Đình Kình. Cuối cùng để cho 3 công an chết oan mạng. Rõ ràng chuẩn thuật sai, vô cùng non kém. Với trình độ đó mà Tô Lâm dám xưng mình là giáo sư an ninh, nhà khoa học, nhà giáo phải lăn lộn trong khoa học, phải giảng dạy, phải nghiên cứu, có công trình. Tô Lâm không lên bục giảng, chỉ nói chuyện vài buổi rồi cho lính viết một vài cuốn sách. Vậy mà chiếm trệ chức danh giáo sư an ninh, thật xót xa thay cho đội ngũ thầy giáo của các ngành an ninh. Mới đây, trên mạng nêu rõ, người viết luận án
tiến sĩ cho Tô Lâm là Thượng tá Nguyễn Xuân Thao. Ông Thao vừa Tô Lâm trả ơn cho việc giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quay trở lại vụ AVG để phân tích kỹ hơn vai trò của Tô Lâm. Đây là hình ảnh chính Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người tổ chức qua châu Âu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và trực tiếp thuê máy bay của Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, theo như truyền thông nhà nước nói như vậy. Dân chúng sẽ tiếp tục nguyền rủa những người Nguyễn Bắc Son hay Trương Minh Tuấn mà không hề biết sự thật của vụ án là như thế nào. Dù có kêu lên cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì mọi việc cũng sẽ bị quên đi trong thời gian ngắn tới đây, bởi mấu chốt mọi vấn đề đều nằm ở hai chữ Mật và Tô Lâm. Vào đầu năm 2016, ngay tại thời điểm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 12, Công an Hà Nội đã nhận được tập hồ sơ của một người từ trung tâm Mobifone 2, người được cho là đã hiểu và tiếp cận khá đầy đủ với toàn bộ vụ việc. Mobifone mua AVG, nhưng anh này sau đó bị Nguyễn Bắc Son xử và không còn ở lại Mobifone nữa. Các thông tin được nêu khá tỉ mỉ trong suốt 2 năm qua và trong 56 trang cáo trạng cũng như những diễn biến tại phiên tòa. Đó mới chỉ là một phần của vụ việc mà không phải là bản chất của vụ án. Một chi tiết đã chú ý là đã có luật sư kêu tòa cho xử kín vì nhiều tài liệu chưa được giải mật. Cựu Phó Tổng Giám đốc Mobifone Phan Thị Mai Hoa và Nguyễn Mạnh Hùng thưa tại tòa là mọi sự sai phạm với họ đến từ cái gọi là mật. Các hồ sơ bị đóng dấu mật và ra tòa, nhiều tài liệu không được giải mật nên bức tranh tổng thể chưa được hoàn thiện. Và phiên tòa chỉ là một phần phiến diện mà thôi. Vào ngày 15 tháng 10 năm 2014, Phạm Nhật Vũ gửi công văn số 517 cho Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, trong đó có nói là công ty 8206 của Hồng Kông đã đặt cọc 10 triệu đô la Mỹ để mua AVG với giá 700 triệu đô la. Điều này đã được Phạm Nhật Vũ khẳng định lần nữa trong công văn gửi Mobifone đòi nốt 5% số còn lại trong tổng hợp đồng mua AVG. Người đại diện của AVG là ông Nguyễn Quốc Chiến, số thẻ căn cước công dân đều ghi đầy đủ, đã nhận tiền và xin ý kiến Phạm Nhật Vũ để chuyển về Việt Nam. Trong văn thư số 517 thì Phạm Nhật Vũ xin được chào bán AVG cho công ty 8206, đồng thời khẳng định là sẽ ký kết hợp đồng vào ngày 15 tháng 11 năm 2014. Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký văn thư số 200 VP gửi Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xin ý kiến về việc hướng dẫn chào bán cổ phần của AVG. Ngày 8 tháng 12 năm 2014, Thứ trưởng Tô Lâm ký văn thư số 4352 phúc đáp công văn số 200 và cho biết là không cho bán cổ phần cho nước ngoài mà chỉ bán cho trong nước. Và trong văn thư này thì Thứ trưởng Tô Lâm nói rằng con số 700 triệu Mỹ Kim là quá cao. Tổng thể công văn số 4352 của Bộ Công an do Thứ trưởng Tô Lâm ký và văn thư số 200 do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký thì không có một dòng nào phủ nhận hay khẳng định thông tin đặt cọc 10 triệu đô la Mỹ của công ty 8206 ở Hồng Kông là thật hay giả. Nó có thể coi là việc Phạm Nhật Vũ báo là có giao dịch 8206 là có thật. Trong 56 trang cáo trạng của Viện Kiểm soát Tối cao hạnh tội bị cáo thì nói rằng thông tin này là không có, không chính xác và kết tội các bị cáo là không kiểm tra dẫn đến những sai phạm sau đó, nhưng không có một dòng nào nói đến trách nhiệm của Đại tướng Tô Lâm. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bản chất của việc Bộ Thông tin và Truyền thông hỏi Bộ Công an thì trách nhiệm trả lời và xác minh thuộc về Bộ Công an và tướng Tô Lâm phải chịu trách nhiệm, nhưng không hề được nhắc đến. Để đảm bảo không có thông tin nào rò rỉ ra ngoài, vào ngày 5 tháng 3 năm 2015, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã ký công văn số 44 gửi Tô Lâm và yêu cầu Bộ Công an đưa giao dịch này vào danh mục bí mật. Tướng Tô Lâm ký văn thư số 418 ngày 9 tháng 3 năm 2015 đã đưa các giao dịch này vào dạng mật và đó là một trong những lý do để vụ việc mua bán trái pháp luật này không bị phát giác. Văn bản số 418 này vi phạm quyết định số 961 vào ngày 22 tháng 8 năm 2006 quy định về các danh mục bảo mật. Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký văn thư số 235 gửi Bộ Công an về nội dung giá. Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Tô Lâm ký văn thư số 2889 trả lời có hai nội dung về việc mua và hiệu quả kinh doanh. Về giá mua được tướng Tô Lâm xác định là rẻ hơn so với thẩm định của các đơn vị thẩm định, chức năng thẩm định và phương án kinh doanh thuộc về các Bộ Tài chính và Kế hoạch Đầu tư chứ không phải Bộ Công an. Bộ Công an có chức năng thẩm định và vấn đề an ninh thì trả lời về giá và hiệu quả kinh doanh. Đây là điều được đặt ra.
nhưng vi phạm mà các bị cáo bị truy tố đều nằm dưới sự chỉ đạo của Tô Lâm. Nhưng đã không công bằng khi các bị cáo thì vào tù, còn Đại tướng Tô Lâm vẫn nhẫn nhơ đứng ngoài vòng pháp luật để có thể tiếp tục thực hiện những phi vụ mới. Điều này thấy rõ khi căn cứ theo nội dung báo cáo truy tố các bị cáo ở tòa, nội dung các văn thư mà tướng Tô Lâm ký thì ông ấy phải là người cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự như những người khác. Việc không có dòng nào nhắc đến vai trò và trách nhiệm của ông Tô Lâm và Bộ Công an, trong khi lại cáo buộc các bị cáo khác, điều này đặt ra câu hỏi, vì sao lại có chuyện đó? Vì sao Nguyễn Bắc Son bị buộc phải chết? Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương cũng là trách nhiệm của ông thì có biết chuyện này hay không? Ông Trọng đang tính toán điều gì? Hay bản thân ông cũng đang bị Tô Lâm che mắt và khống chế? Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2020 với bản tin Những sự thật về Tô Lâm, thông tin tuyệt mật vừa được tiết lộ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de